Ba kiểu người thất bại trong kinh doanh không phải chỉ có trong kinh doanh, đôi khi trong cuộc sống. Nếu chúng ta xét đi xét lại và chúng ta nằm trong top 3 kiểu người này thì tất cả những công việc chúng ta hành động và làm việc thì chắc chắn chúng ta sẽ không có kết quả. Thậm chí nó sẽ tồi tệ và giúp chúng ta thất bại trong cuộc sống. Vậy thì hãy cùng tôi xem xét và chúng ta tự nhận định bản thân mình, chúng ta nằm trong top kiểu người gì. Kiểu người đầu tiên đó là dạng kiểu người làm khán giả. Thì chắc chắn rằng trong một trận cầu bóng đá để thành công, để có cảm xúc thì chúng ta phải có khán giả. Và kiểu người này, người ta chỉ đứng ngoài, người ta quan sát sự vật hiện tượng và người ta phán xét đúng hay sai. Nhưng yếu tố chuyên môn người ta không có. Và công việc của họ chỉ nói cái sai và người ta luôn luôn soi mói. Ví dụ trong cuộc cãi vã nội bộ của một gia đình nào đó, hàng xóm ở ngoài người ta nghe cái tiếng cãi vã đó thì người ta ngó nghiêng và người ta phán xét. À, không biết là chồng đánh vợ hay vợ đánh chồng. Và cuối cùng chỉ cho trong việc nội bộ người ta mới biết được. Nhưng trong cuộc sống chúng ta không thể không có những con người này. Vì hầu như đến 80% ngoài xã hội đều có những con người như thế. Và công việc của họ chỉ đi phán xét và đi chỉ trích người khác. Và dĩ nhiên nếu chúng ta đã từng chỉ trích, nếu chúng ta từng phán xét mà chúng ta không hiểu nội bộ và không hiểu được cái sự tình trong sự việc đó thì chúng ta nằm trong top đầu tiên là kiểu người làm khán giả. Vậy thì các anh chị là những người kinh doanh, đôi khi có những người người ta phán xét công việc kinh doanh của các anh chị thì các anh chị đừng buồn. Thì những người đó họ chỉ là khán giả thôi. Và chúng ta hãy vui mừng và chúc mừng họ, mãi mãi họ chỉ là khán giả. Vì có khán giả thì người ta mới bán được vé, có khán giả thì người ta mới có sự nhộn nhịp, bạn có sức hút càng lớn, đúng không ạ? Ví dụ như Hoài Linh khán giả rất là đông, đúng không ạ? Một trận cầu bóng đá, một trận cầu hay, đôi khi phải có khán giả thật đông để cổ vũ hò hét, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị hãy yên tâm, bạn sẽ thành công khi mà bạn có đông khán giả. Và tiếp theo là kiểu người thứ hai là kiểu người hay bỏ cuộc. Và chúng ta hãy hiểu một điều rằng làm bất kỳ một công việc nào đều phải có một quá trình nhất định. Các cụ đã từng nói một câu thế này: kiên trì cái gì cũng được. Nhưng đã là trong kinh doanh ấy, là đôi khi người ta kinh doanh bằng tháng, bằng năm. Có những người gọi là kinh doanh 1-2 tháng đầu người ta không chưa thu lại lợi nhuận, nhưng người ta tin tưởng một điều rằng sau thời gian người ta có đầy đủ kinh nghiệm và đầy đủ vấp ngã thì người ta sẽ làm sao ạ? Sẽ có kinh nghiệm và người ta sẽ thành công trong lĩnh vực đó. Và cái kiểu người thứ hai này là thường thường người ta có cái cảm xúc bốc đồng, nghĩa là hứng lên người ta làm. Đôi khi gặp khó khăn người ta có tư duy là khó quá, vất vả quá, và người ta thấy người khác thất bại nhiều quá thì người ta nghĩ rằng nó soi ra bản thân mình, ô chắc mình không làm được đâu. Và rõ ràng người ta đã đi được nửa đường và rõ ràng người ta bắt đầu công việc, nghĩa là người ta đã bỏ việc giữa chừng. Thì có anh chị thử xét lại xem công việc gì chúng ta nửa chừng, đúng không ạ, nửa đường, liệu có thành công được không? Vậy thì để thành công được, chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, mà chúng ta hãy tiếp tục kiên trì, học hỏi, nâng cấp, thay đổi bản thân, thay đổi tư duy, là tôi tin chắc của anh chị sẽ thành công. Vậy thì cái kiểu người hay bỏ cuộc này thì chắc chắn là trong kinh doanh, những đối tác kinh doanh, những cộng tác viên, những đại lý của chúng ta. Đôi khi có những người vào người ta dùng sản phẩm, ô thấy mình kinh doanh hay quá, thấy mình kinh doanh tuyệt vời quá, ô mình kiếm được nhiều tiền quá. Và người ta làm 1-2 ngày, 2-3-4 ngày, thậm chí người ta dùng sản phẩm xong và người ta không làm việc với mình nữa. Và chúng ta đừng buồn, đó là nằm trong top kiểu người hay bỏ cuộc. Thì chắc chắn trong kinh doanh mà thì chắc chắn sẽ có người này người nọ, đúng không ạ? Vừa có khán giả vừa có người hay bỏ cuộc. Và có nhiều người hay bỏ cuộc như thế thì mới đến lượt chúng ta thành công. Còn nếu mà công việc kinh doanh của chúng ta hay bất kỳ một công việc nào ngoài cuộc sống, khi họ tham gia họ làm, họ lao vào làm và ai cũng thành công, ai cũng làm tốt, vậy liệu có đến phần mình không ạ? Chắc chắn là sẽ không có phần mình cả. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ trở thành top người thứ hai và chúng ta hãy làm kiên trì đến cùng, chứ đừng bao giờ trở thành top 2 những người hay bỏ cuộc giữa chừng như này. Và tôi tin chắc của anh chị đang xem video này phải tạo giá trị, thì tôi tin chắc anh chị sẽ không bao giờ suy nghĩ mình bỏ cuộc giữa chừng, đúng không ạ? Dù có khó khăn như nào nữa, dù có sự gặp sự phản đối như nào nữa, thì chúng ta hãy nhìn vào cái đích của chúng ta, đó là sự giàu có. Vậy thì tôi tin chắc của anh chị sẽ không bao giờ mình nằm trong top thứ hai này, đúng không ạ? Vậy top thứ ba là gì đây? Ngay sau đây tôi sẽ chỉ qua anh chị cái kiểu người thứ ba là kiểu người như thế nào. Kiểu người thứ ba đó chính là kiểu người người ta làm hơi hợt nửa vời. Ui dồi ôi, xin thưa qua anh chị, trong công việc kinh doanh của chúng ta, tương lai chúng ta trở thành nhà lãnh đạo kinh doanh online, lãnh đạo một đội nhóm nào đó, hay trong công việc chúng ta cũng làm việc với vài ba người, 4-5 người trở lên, đúng không ạ? Vậy thì tôi tin chắc của anh chị sẽ gặp những kiểu người như thế này, làm hời hợt,
làm hồi hợt nghe làm nửa vời, làm cho cưới ngựa xem hoa, à thấy chị làm được em cũng làm thử xem. Mới bất kỳ vào việc thì tưng bừng khói lửa, sau khoảng một tuần mất tích, sang tháng thứ hai vẫn thấy im lìm, nhưng sang tháng thứ ba là quay lại tiếp tục, đúng không ạ, duy trì một đơn hàng, hai đơn hàng nhá. Có làm nhưng làm không có sự tập trung, làm không có sự còn là cống hiến, thì cuối kết quả của họ chỉ là à ngày có ngày không đó. Vậy thì kiểu người thứ ba này là cái kiểu người người ta làm còn là hời hợt nửa vời, nhà làm cũng được mà không làm cũng được. Quá chỉ biết lý do tại sao ạ, đôi khi túi tiền người ta, đôi khi việc kiếm tiền người ta không phải là việc chính nữa, người ta chỉ gọi là làm để biết thôi, làm để hiểu thôi, làm để gọi là có hình ảnh thôi, tiền người ta không thiếu, à thì người ta có thể người ta làm hời hợt, làm nửa vời. Đôi khi người ta là gì ạ, à tôi làm để tôi gọi là làm tránh cái thời gian rảnh rỗi, tôi không có việc gì làm, tôi làm cùng chị chơi, làm cùng chị cho nó vui, thì cái kết quả người ta cũng chỉ là à vào đấy được vui, có hình ảnh đẹp thế thôi. Để duy trì lâu dài như thế chắc chắn sẽ không duy trì được, đến một cái thời điểm nào đó người ta hết chán, người ta hết vui, đúng không ạ, người ta sẽ lại tìm môi trường khác, người ta làm nửa vời tiếp. Vậy thì kể cả trong mô hình kinh doanh của chúng ta, trong đội nhóm chúng ta có những người như vậy thì chúng ta cũng không nên trách móc họ, và chúng ta cũng không nên làm sao ạ phàn nàn với họ quá nhiều. Chỉ có việc họ nhận thức ra bản thân họ cần phải cống hiến, họ cần phải chứng minh năng lực, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi, họ sẽ làm mạnh hơn. Còn nếu mà họ còn tư duy suy nghĩ như vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ chịu người, sẽ đến một ngày đó họ sẽ bỏ cuộc. Vậy thì qua chị nhìn ra cái vấn đề như ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ qua chị ba cái top người, kiểu người thường xuyên chúng ta gặp trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh của chúng ta. Tôi tin chắc còn vài kiểu người nữa, nhưng đa số là nằm trong top 3 kiểu người này. Và chắc chắn những kiểu người tiếp theo là sẽ nằm trong những video nâng cao và chuyên sâu hơn, phân tích rõ hơn về cái yếu tố con người nằm trong kinh doanh. Với tin chắc của anh chị xem xong video này sẽ tự nhận thức bản thân của mình chắc chắn sẽ không nằm trong top 3 người này, và chắc chắn sẽ mong muốn nằm trong người cống hiến và những người mong muốn thành công thực sự và khao khát thực sự. Ánh mắt của anh chị nhìn tôi đã chứng tỏ cái điều mà của anh chị đang mong muốn, và chắc chắn có anh chị không muốn trở thành người thất bại và người vô nghĩa trong cuộc sống. Và của anh chị hãy cùng tôi đến với cái video tiếp theo nằm trong chuỗi những video hướng dẫn cho anh chị kinh doanh tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.